Báo giá nhanh dòng xe tải Kia K3000 đời 2005 mới cập bến salon đạt xe tải. Xin chào toàn thể cô chú và anh chị đã trở lại với kênh Đặt Xe Tải. Ngày hôm nay em sẽ quay review chi tiết chiếc Kia K3000 đời 2005 mới về salon đặt xe tải. Đây là một mẫu xe được nhiều cô chú và anh chị quan tâm trong thời gian qua, với tầm tiền đâu đó khoảng hơn 100 triệu thì cô chú và anh chị hoàn toàn có thể sở hữu chiếc xe này, với tải trọng chở hàng hóa đâu đó khoảng dưới 4 tấn chở quá tải. Thì đây là một mẫu xe được nhiều cô chú và anh chị quan tâm trong thời gian qua, như chiếc xe 2000 đời 2003 vừa về salon đặt xe tải hôm trước. Thì hôm sau đã có một anh đẹp trai ở Lạng Sơn đã xuống rước em nó về. Đấy là những cái mẫu xe mà được nhiều cô chú anh chị quan tâm, với một tầm tiền khoảng hơn 100 triệu. Thì hôm nay em cũng gửi tới cô chú anh chị một mẫu xe cũng tương đương như vậy, đó là mẫu xe Kia K3000 đời 2005. Chúng ta cùng đi sâu vào chi tiết chiếc xe để thấy chiếc xe có những cái nét đẹp như thế nào. Thì cũng như nhiều video chia sẻ trên kênh Đặt Xe Tải cũng như kênh Xe Đẹp 888 về cách xem xe, thì chúng ta chia cách xem xe ra gồm hai phần, đó là phần thân vỏ và phần máy. Thì chúng ta cùng kiểm tra phần thân vỏ của chiếc xe. Trước hết chúng ta giật nắp cabin lên để kiểm tra. Ta giật nắp cabin của chiếc xe lên để kiểm tra. Kiểm tra xem chiếc xe này nó đã bị đâm va hay chưa. Đây, chúng ta cùng kiểm tra. Chúng ta kiểm tra từ phần thanh răng, từ bên trái qua bên phải. Nó không hề móp méo, không có dấu hiệu xô lệch. Đó, thì như thế này thì là một chiếc xe không đâm va. Đời 2005 thì chúng ta không thể đòi hỏi là nó quá mới được, nhưng so với 15 năm sử dụng, nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem nó có đâm va hay không. Để chúng ta kiểm tra những phần nắp dưới, mặt dưới của nắp capo này, những cái đường gân dập nổi này, nó không bị mất này. Nếu phần này mà bị va chạm thì không thể cò lại được. Đó là một chiếc xe không đâm va. Khi chúng ta đóng xuống này, chúng ta thấy nó khớp khít này. Nó khi như thế này. Đó, cân đối từ bên trái sang bên phải thì là một chiếc xe nó không hề có dấu hiệu đâm va. Và một ưu điểm mà của chiếc xe này nổi bật, đó là chiếc biển số thủ đô. Thì nhiều bác tài lựa chọn biển số thủ đô này, tại vì khi đi các tỉnh nó rất dễ, và mình về sử dụng thì nó cũng rất dễ so với các tỉnh địa phương. Tiếp theo đó, chúng ta đi đến phần cánh cửa keo chỉ của chiếc xe. Đấy, chúng ta cùng kiểm tra. 2005 nhưng mà phần keo chỉ đây vẫn còn, là có thể nhìn thấy keo chỉ chiếc xe vẫn còn. Rồi là tiếp theo chúng ta đi đến những phần như táp lô, táp ly chiếc xe này để kiểm tra. Phần táp lô này thì nó vẫn giữ được cái option giả da rất chi là đẹp. Đó, cũng được trang bị radio cổng USB, ghế thì được bọc da. Đó là phần cabin của chiếc xe này ngày hôm nay. Với đời 2005 thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi được quá nhiều ở chiếc xe này, nhưng những cái phần option nó vẫn còn đầy đủ. Phần trần nó vẫn còn sáng như thế này thì là một chiếc xe chúng ta có thể lựa chọn. Còn về có thể các bác lắp thêm màn hình cam lùi, rồi là cam hành trình, độ thêm những phần âm thanh để cho nó thêm sống động, phục vụ cho cái mục đích của mình. Đó, thì đó là cái phần mình làm thêm để mình sử dụng.
Một chiếc xe nguyên bản thì nó cũng chỉ có như thế này. Tiếp theo đó chúng ta kiểm tra đến phần thùng xe. Chúng ta kiểm tra đến phần thùng xe, chúng ta đấy, đời 2005 như số khung số máy thì vẫn còn rõ ràng. Đây, số khung số máy. Đấy, chúng ta có thể thấy rõ ràng phần sàn sóng đây. Chúng ta thấy nó không cong võng xô lệch. Đó, thì đó là một chiếc xe đã được. Phần lốp thì vẫn còn được 60-70%. 70% trở lên, em khẳng định như thế. Thì về chúng ta vẫn chạy được. 4-5 tháng nữa mới phải thay. Tiếp theo đó chúng ta cùng đi vào phần thùng xe để xem thùng xe có gì khác biệt. Thùng xe đây, đây là phần thùng xe. Một cái phần khác biệt của chiếc xe này đó là phần lót sàn thùng. Lót sàn thùng thì là vai chủ lót sàn bằng sàn sóng inox. Bình thường như những chiếc xe chúng ta sử dụng thì là được lót sàn bằng sàn phẳng inox. Nhưng mà với cái nhu cầu, với cái điều kiện của bác chủ cũ, bác có điều kiện, bác đã dập được những cái gân ở trên những cái tấm lót sàn để phục vụ công việc của mình. Nhưng gân này nó cũng không quá nổi. Đấy, thì chúng ta về sử dụng nó sẽ cứng cáp hơn. Thì chiếc xe này đã có hai phần, hai lớp sàn sóng. Một lớp sàn sóng và một lớp xà lót sàn sóng. Hai lớp, cô chú và chị nhé. Đó, đó là phần thùng xe và ngoại hình của chiếc xe đây. 2005 thì cũng không thể đòi hỏi là sơn zin được. Tất nhiên là 15 năm sử dụng rồi. Đến chiếc xe con mới mua 1 năm, 2 năm thì đấy, chúng ta đi nó còn sức răm xung quanh. Chiếc xe của ta nó không thể đòi hỏi được. Đó, chiếc xe có màu sơn như thế này thì cũng là rất chi là đã là đẹp. Tiếp theo phần sau đó chúng ta kiểm tra đến chiếc máy của chiếc xe, kiểm tra đến phần động cơ của chiếc xe để kiểm tra xem động cơ còn tốt không. Phần động cơ nó là trái tim của chiếc xe, trái tim có khỏe thì chiếc xe vận hành mới tốt. Chúng ta cùng lật nắp cabin lên và kiểm tra. Vâng, và đây là phần động cơ của chiếc xe. Chúng ta cùng xem động cơ của chiếc xe. Thứ nhất chúng ta kiểm tra phần điều hòa. Phần điều hòa là được lắp điều hòa nhà máy này. Rất ít chiếc xe đời 2005 mà được lắp điều hòa nhà máy này. Phần số khung số máy, phần số máy thì vẫn còn rõ ràng này. Tiếp theo chúng ta đi đến phần lắp dàn co này, không có lớp dầu mỡ này rớt ra này. Phần bơm vẫn còn rất chi là đẹp. Phần sắt xi này thì không có dấu hiệu hàn xì. Chắp nối này, quang treo lốp nhíp ngay ngắn này, không xô lệch này. Đó. Còn đời 2005 này thì có nhiều bác hỏi là 2005 thì máy còn zin không? Thì em xin thưa với các bác là 2005 mà máy còn zin ấy thì nó rất chi là hiếm. Và bây giờ chúng ta phải hỏi là 2005 máy đã làm lâu chưa? Nếu mà chủ cũ người ta đã mới làm thì là rất chi là tốt. Mình về mình cũng không phải mất một khoản đâu đó, khoảng độ 8 đến 10 triệu để làm máy. Tại vì là 2005 mà bây giờ máy chưa ra thì chiếc xe sử dụng nó vẫn còn yếu, nó rất chi là yếu. Đấy. Thì đây là phần động cơ của chiếc xe, chúng ta cùng ngắm nhìn. Đấy. Và đây là tổng thể của chiếc xe Kia K3000 đời 2005. Hôm nay em review cho các bác xem. Đấy, cô chú và anh chị có nhu cầu hãy liên hệ ngay số điện thoại hiện trên màn hình để được đội ngũ tư vấn của Salon Đạt Xe Tải tư vấn trực tiếp. Và chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Đạt Xe Tải là 155 triệu đồng, điều hòa lót sàn đầy đủ. Ngoài những mẫu xe trên thì tại Salon Đạt Xe Tải cũng có một số mẫu xe khác để cho cô chú anh chị lựa chọn, từ mẫu thùng lửng, thùng kín, thùng bạt, từ xe 5 tạ, 7 tạ, 8 tạ, 1 tấn, 1 tấn 9, 1 tấn 4 đủ, K165, Allin 350, Allin 500B, rồi là Allin 700C để phục vụ cho cái dịp cuối năm cho cô chú và anh chị. Ngoài kênh Đặt
xe tải và kênh Xế Đẹp 888 thì Salon Đạt Xe Tải mới lập một cái fanpage mới là kênh Đạt 888 để gửi đến cô chú và anh chị những mẫu xe mới về salon mới nhất trong ngày. Vậy, mong cô chú và anh chị hãy qua kênh cho một like, một chia sẻ để kênh được cùng lớn mạnh. Xin chào cô chú và anh chị, hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai. Chào.